Xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Theo như thông báo của Sở Di trú vào ngày 29 tháng 10 năm 2020 đã cập nhật lịch visa tháng 11 năm 2020. Qua lịch visa chúng ta thấy tất cả các diện đều đứng yên, một tin khá buồn cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hy vọng lịch visa tháng 12 năm 2020 tất cả các diện đều khả quan hơn. Vì thế trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ tháng 12 năm 2020. Lịch dự đoán này do các trung tâm di trú tại Hoa Kỳ dự đoán. Trước khi đi vào video, cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ký hiệu của các diện hồ sơ: diện F1 công độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ, thời gian chờ khoảng 6-7 năm. Diện F2A vợ chồng hoặc con nhỏ dưới 21 tuổi của thường trú nhân, thời gian chờ khoảng 1,5-3 năm. Diện F2B công độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân, thời gian chờ khoảng 5-6 năm. Diện F3 con đã có gia đình trên 21 tuổi của công dân Mỹ, thời gian chờ khoảng 12-13 năm. Diện F4 anh chị em của công dân Mỹ, thời gian chờ khoảng 13-14 năm. Chú ý, tất cả thời gian chờ của các diện hồ sơ trên là thời gian thông thường, không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Sau đây dự đoán lịch visa tháng 12 năm 2020. Theo visa đại dương xanh, tháng 12 năm 2020, diện F1 đã đến ngày 1 tháng 10 năm 2014, tăng được 2 tầng. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 22 tháng 7 năm 2015, tăng được 2 tầng. Diện F3 ngày 22 tháng 6 năm 2008, tăng được 1 tầng. Diện F4 ngày 1 tháng 10 năm 2006, tăng được 1 tầng. Dự đoán lịch visa tháng 12 năm 2020 của visa toàn cầu: diện F1 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014, tăng được 4 tầng. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 9 tháng 7 năm 2015, tăng được 4 tầng. Diện F3 ngày 22 tháng 6 năm 2008, tăng được 1 tầng. Diện F4 ngày 1 tháng 10 năm 2006, tăng được 1 tầng. Dự đoán lịch visa tháng 12 năm 2020 theo visa Việt Mỹ: diện F1 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014, tăng được 4 tầng. Diện F2A vẫn là chữ C. Diện F2B ngày 9 tháng 7 năm 2015, tăng được 4 tầng. Diện F3 ngày 8 tháng 7 năm 2008, tăng được 3 tầng. Diện F4 ngày 15 tháng 9 năm 2006, tăng được 3 tầng. Sau đây dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 12 năm 2020 theo visa đại dương xanh: diện F1 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015, tăng được 4 tầng. F2A ngày 1 tháng 9 năm 2020, tăng được 4 tầng. F2B ngày 1 tháng 6 năm 2016, tăng được 4 tầng. F3 ngày 15 tháng 6 năm 2009, tăng được 2 tầng. F4 ngày 1 tháng 10 năm 2007, tăng được 2 tầng. Theo visa toàn cầu, diện F1 ngày 8 tháng 8 năm 2015, tăng được 6 tầng. Diện F2A ngày 1 tháng 11 năm 2020, tăng được 8 tầng. Diện F2B ngày 15 tháng 6 năm 2016, tăng được 6 tầng. Diện F3 ngày 22 tháng 6 năm 2009, tăng được 3 tầng. Diện F4 ngày 8 tháng 10 năm 2007, tăng được 3 tầng. Dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 12 năm 2020 theo visa Việt Mỹ: diện F1 đến ngày 22 tháng 8 năm 2015, tăng được 4 tầng. Diện F2A ngày 1 tháng 9 năm 2020, tăng được 4 tầng. Diện F2B ngày 1 tháng 6 năm 2016, tăng được 4 tầng. Diện F3 ngày 15 tháng 6 năm 2009, tăng được 2 tầng. Diện F4 ngày 1 tháng 10 năm 2007, tăng được 2 tầng. Hy vọng lịch visa tháng 12 năm 2020 tất cả các diện đều có sự khả quan hơn. Sau đây Thắng xin được cập nhật lịch xử lý hồ sơ tại 5 trung tâm của Sở Di trú Mỹ, cập nhật đến ngày 30 tháng 10 năm 2020. Trung tâm California, diện F1 đã xử lý những hồ sơ đến ngày 4 tháng 2 năm 2016, diện F2A ngày 17 tháng 4 năm 2019, F2B ngày 12 tháng 6 năm 2014, F3 ngày 21 tháng 3 năm 2010, F4 ngày 21 tháng 11 năm 2008. Tại trung tâm Nebraska, diện F1 đã xử lý những hồ sơ tới ngày 20 tháng 2 năm 2020,
F2A ngày 4 tháng 2 năm 2020, F2B ngày 4 tháng 2 năm 2020, diện F3 ngày 20 tháng 2 năm 2020, diện F4 ngày 20 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Photomat, cập nhật đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, tất cả các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 đã xử lý những hồ sơ đến ngày 18 tháng 10 năm 2018. Tại trung tâm Texas, diện F1 đã xử lý những hồ sơ đến ngày 7 tháng 2 năm 2020, F2A ngày 3 tháng 4 năm 2020, F2B ngày 3 tháng 4 năm 2020, F3 ngày 7 tháng 2 năm 2020, F4 ngày 7 tháng 2 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, lịch xử lý hồ sơ cập nhật đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, diện F1 đã xử lý những hồ sơ đến ngày 23 tháng 7 năm 2016, F2A ngày 11 tháng 7 năm 2019, F2B ngày 15 tháng 11 năm 2015, F3 ngày 25 tháng 1 năm 2014, F4 ngày 12 tháng 10 năm 2010. Video ngày hôm nay Thắng đã chia sẻ xong dự đoán lịch mở visa và lịch mở hồ sơ tháng 12 năm 2020 của các trung tâm di trú tại Hoa Kỳ và lịch xử lý hồ sơ cập nhật đến ngày 30 tháng 10 năm 2020. Hằng tháng, Thắng sẽ cập nhật lịch visa và lịch mở hồ sơ cũng như dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ cho tháng tiếp theo cho tất cả cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Thắng. Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.